Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm. Đó chính là két nước của Toyota Vios 2006, hàng Koyo, nhập khẩu Indonesia. Hiện tại Indonesia nó sẽ có hai hãng hàng là Koyo và Sakura. Chất lượng của hai hãng này thì hàng Koyo nó có nhỉnh hơn một chút. Anh em nhìn tất cả các lan của nó rất là chắc chắn, đồng đều. Và cái lan này nó dày, bởi vì cái lan nó càng dày thì giúp sự tản nhiệt càng tốt. Đây là phía trên của mặt của nó. Đây là phía này là các cái chân gài và để đỡ két nước. Thế là anh em đang xem phía sau của sản phẩm. Đây là cái mã của sản phẩm. Anh em nhìn rõ không ạ? Ngày, tháng xuất ra khỏi xưởng ạ. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu tìm hiểu và tư vấn về sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp Zalo với em theo số điện thoại 0769086333, hỗ trợ lắp đặt, thay thế và kiểm tra tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em cảm ơn ạ.